Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bún. Đây là công thức mới và khuôn mới. Đây là khuôn mới và công thức mới. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 200g bột gạo. Bây giờ ta nặn vô đây một miếng chanh. Ta bật bếp lên. Đây là 200g nước. Và ta đổ vào đây 3 muỗng dầu ăn. Và một chút muối. Bây giờ ta chờ nước sôi. Và ta nặn vào đây một miếng chanh. Đây là nồi nước để lát cho ta luộc bún. Và ta luộc bún thì ta để cái nước bằng với cái khuôn này, cái khuôn đục với mặt nước. Ta cũng chế vào đây một miếng chanh. Và bây giờ nồi nước của mình đã sôi sùng sục. Ta bắt đầu tắt bếp. Và ta bật cái bếp nước luộc bún lên. Bây giờ ta chế nước vào trong bột. Đó, ta chừa lại. Đó, ta chừa lại một ít. Thế là vô từ từ thôi. Ta chế vào hết luôn. Bây giờ thì ta dùng đũa, ta đánh lên như vậy.
Tại vì đúng ra mình dùng máy đánh trứng, nhưng mà mình không dùng máy đánh trứng thì mình đánh như vậy. Nhưng máy đánh trứng của mình thì phải là máy đánh trứng một cái lõi như là cái lõi khoan á. Chứ còn máy đánh trứng như mình đánh bông lan thì nó yếu lắm. Nó bây giờ bột của ta rất là dẻo dai rồi. Các bạn và các cháu nhìn này, bột của mình rất là dẻo dai. Bột ta rất là dẻo. Các bạn nhìn này, bột của mình rất là dẻo. Nếu mình có máy đánh trứng đánh gì rất là ngon mà mình không đánh trứng bằng máy đánh, máy trứng mình đánh bằng tay. Và đây là ba mặt sàn, đây là mặt sàn làm bún. Và đây là mặt sàng làm khoai tây, mặt sàng làm bánh canh. Bây giờ ta làm bún. Ta bỏ cái mặt nó sần sùi lên trên. Các bạn nhìn thế này, đây là cái mặt sần sùi ta để lên trên. Và ta bỏ cái ruột này vào. Ta cho nó vô khớp. Bây giờ ta múc bột đổ vào khuôn. Bây giờ nồi nước bún, lục bún của ta sôi rồi. Ta bắt đầu lấy bột đổ vào khuôn. Và ta thả cái khuôn xuống dưới nước. Đó, khuôn nó bắt đầu nó đứt hết. Và bây giờ bún của mình bắt đầu nổi lên rồi, nó chín rồi, nó bắt đầu nổi, nó bắt đầu vớt bún ra. Ta thả vào trong nước. Ta bật bếp lên. Và đây còn lại cái bột.
Ta lại đổ vào tiếp. Mình lấy cái bột chín ở trong này ra. Mình lấy cái bột ở trong này ra thôi là nó bị nghẹt. Mình thả ở trong nồi là cái bột này nó chín ở trong này rồi. Các bạn và các cháu thả cái khuôn vào trong này là cái bột trong này nó chín rồi. Mình phải moi cái bột này ra. Nếu mà các bạn và các cháu không moi ra thì nó sẽ cái khuôn nó sẽ không có lỗ, nó bít lỗ rồi. Đó, bây giờ ta bắt đầu ép tiếp. Đó, bây giờ ta xong là ta không phải cạo gì hết, bắt đầu nó tự đứt. Và bây giờ bún của ta cũng bắt đầu nổi rồi. Ta tắt bếp và vớt bún ra. Và bây giờ ta rửa nước đã mấy lần rồi, bây giờ ta bắt đầu đổ bún ra. Ta rửa hai ba lần cho bún nó sạch. Đó, ta bắt đầu đổ bún ra. Và đây là thành phẩm của mình. Mình đã làm xong bún. Và đây là một dĩa bún mình làm từ lúc sáng để nhà mình có khách. Đó, đây là một dĩa bún. Đó, các bạn nhìn, các bạn và các cháu nhìn rõ này, đó là thành phẩm của mình. Đây là bún mình làm từ bột gạo ký. Các bạn và các cháu mua bột gạo đỏ đóng bịch cũng được. Mà mình thì mình xài bột gạo đóng 10 ký thì có 170 ngàn thôi. Và mình không cho một tí xíu bột năng nào hết. Và 200g bột gạo thì 200g nước. Nhưng nước chúng ta phải đổ từ từ, đun thật sôi nhưng ta phải đổ từ từ. Chúng ta đừng đổ hết vào một lần thì bún nó sẽ bị chín. Nó không ép được, mà ép ra thì nó dở lắm. Mình cứ đổ vô từ từ thôi. Mà đầu mình đổ vô nhiều, xong rồi mình đổ từ từ thì bún nó sẽ vừa. Chứ nếu ta vỡ một lần một thì có khi nó sẽ bị nhão và không được. Vậy là ta đã hoàn thành bún. Và các bạn và các cháu nào muốn mua khuôn bún thì cứ để lại lời nhắn, thì mình sẽ gửi số điện thoại tới cho các bạn và các cháu mua. Vậy là ta đã hoàn thành bún. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình.